Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục thông tin nghệ sĩ. Mọi người đi ngang, đi qua, đi lại nhớ bấm subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nha mọi người nha. Bấm subscribe, bấm đăng ký và bấm chuông để chúng ta nhận những cái video mới, những cái tin tức mới nhất về tình hình nghệ sĩ, tình hình tin tức nóng hổi được cập nhật thường xuyên. Ở giữa cái tin hôn nhân bị trục trặc, con gái Quang Minh và Hồng Đào gây sốt vì đẹp như hoa hậu. Hai cô con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Quang Minh và Hồng Đào nhận được nhiều lời khen ngợi vì càng lớn càng xinh đẹp, đặc biệt là cô con gái 23 tuổi. Nghệ sĩ Quang Minh, Hồng Đào không chỉ được khán giả yêu mến khi tham gia lĩnh vực diễn xuất hài kịch, điện ảnh hay các chương trình truyền hình, mà còn bởi họ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn kéo dài hơn 20 năm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thì cặp vợ chồng đình đám này đã vướng phải thông tin hôn nhân của họ bị rạn nứt. Trong các bức ảnh đăng trên Facebook cá nhân thì Hồng Đào không còn đăng tải những hình ảnh hạnh phúc của cả hai, mà thay vào đó là ảnh chụp một mình hoặc cùng hai cô con gái. Điều này gây chú ý nhất trong số khiến những người hâm mộ nó dành lời khen ngợi về nhan sắc rực rỡ của Hồng Đào cùng sự xinh đẹp duyên dáng của Vicky Vân. Vicky Phương Vân sinh năm 1996 và Sophie Minh Châu sinh năm 2002. Đặc biệt, Vicky Phương Vân năm nay 23 tuổi, sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp, mang đậm nét phương Tây, đầy khỏe khoắn. Vâng, hai mẹ con có lẽ rằng là có một cái điều khá là đặc biệt là Quang Minh và Hồng Đào là người Việt Nam, sống ở Việt Nam đến năm 30 tuổi mới qua bên nước ngoài. Hai người này là người Việt Nam chính gốc, tuy nhiên con gái có một cái nét phương Tây đầy khỏe khoắn. Có nghĩa rằng đôi khi chúng ta phải phù hợp với cái con của Quang Minh và Hồng Đào sống từ nhỏ bên Mỹ, nên là cái điều kiện thời tiết cũng như là điều kiện tự nhiên mọi thứ nó phù hợp bên trời Tây thì nhìn như Tây. Không giấu giếm được con gái trước truyền thông thì đôi vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng thoải mái chia sẻ những cái hình ảnh vui vẻ hạnh phúc bên các con. Mới đây thì trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Đào đã đăng tải ghép giữa ba mẹ con với dòng trạng thái rằng một fan gửi tặng Hồng Đào tấm ảnh ba mẹ con với lời chú thích: ba khuôn mặt một nụ cười. Vâng, Phương Vân sinh năm năm mấy các bạn, mà 23 tuổi rồi ha. Phương Vân năm nay là 23 tuổi và được bố mẹ cho đi du học tại Mỹ, do là muốn cô nàng học cái cách sống tự lập. Và bây giờ đây, trái ngọt của Quang Minh và Hồng Đào đang có một cái ngoại hình phẩm phao xinh đẹp. Rất là nhiều người nhận xét Phương Vân thừa hưởng cái vẻ đẹp trọn vẹn cả từ của bố và mẹ. Chiều cao nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp và làn da nâu, giòn đậm chất phương Tây, Phương Vân nhận được nhiều lời khen ngợi. Vicky Võ vừa tốt nghiệp đại học tại Mỹ và hiện có cuộc sống riêng ổn định. Cô nàng thường xuyên được nhận lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp của ba mẹ bởi được dạy dỗ khá cẩn thận. Tuy mang cái gương mặt khá Tây nhưng lại một có tâm hồn thuần Việt. Vẻ lai Tây, nụ cười làn da nâu khỏe khoắn, vô cùng xinh đẹp của con gái Hồng Đào và Quang Minh. Nét đẹp cuốn hút toát ra từ khuôn mặt tươi tắn, ánh mắt biết cười của Vicky gây được ấn tượng với người đối diện. Trẻ trung, xinh đẹp, có nhiều lợi thế về ngoại hình và bố mẹ nổi tiếng, nhưng Vicky Võ lại chưa có thể ý định gia nhập showbiz, lâu lâu vấp một cái, các bạn thông cảm, bấm subscribe đăng ký mình để mình động lực nha các bạn nha. Cô nàng vẫn muốn dành nhiều thời gian để học tập và những cái kỹ năng kiến thức cần thiết và ấp ủ một số dự định riêng. Tuy vậy thì mỗi khi nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ về hình ảnh Vicky và đều nhận được vô số sự quan tâm từ người hâm mộ. Vẻ đẹp hoàn mỹ ở tuổi 23 của cô gái, con gái Hồng Đào được đánh giá là không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz. Cô chuộng trang phục giản dị, phóng khoáng trong đời thường. Khi đi với mẹ thì Phương Vân cũng cực kỳ sành điệu và khá chững chạc. Nếu như mà cô em gái Sophia mang cái nét đẹp giống mẹ thì Vicky là sự cộng hưởng nét đẹp của bố và mẹ. Nghệ sĩ Quang Minh rất hay chia sẻ hình ảnh của con gái lớn như là niềm tự hào không thể giấu nổi. Mặc dù thường xuyên được bố mẹ đăng tải hình ảnh xinh đẹp của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng Phương Vân
vẫn chưa bao giờ chia sẻ về cách dưỡng da giữ dáng. Cô nàng khá kín tiếng nên người hâm mộ không có cơ hội học hỏi bí kíp làm đẹp. Tuy nhiên, các cô gái ở tuổi 23 như Phương Vân vẫn có thể học hỏi những cách làm đẹp cơ bản, vừa hiệu quả, vừa vô cùng đơn giản như sau. Muốn có eo thon thì tự vào bếp. Bạn sẽ không thể có một chiếc eo thon gọn và body săn chắc nếu như không ăn uống khoa học. Việc nạp vào cơ thể một cách vô tội vạ những cái loại hình thức ăn nhanh, dư béo, dư đạm cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cơ thể xù xì và kém nhan sắc. Và những cái thành viên trên kênh YouTube của mình á, các bạn nào mà body không săn chắc và không có eo thon thì các bạn chú ý ha. Chúng ta không nên là ăn một cách vô tội vạ các loại thức ăn dư chất béo, dư chất đạm. Nhớ nha các bạn nha. Các bạn nào có người yêu cũng nên chia sẻ với người yêu của mình. Còn các bạn nào có thân hình hơi béo một chút thì các bạn chú ý nha. Có thể coi video này các bạn sẽ giữ được cái dáng của mình như con gái của Quang Minh và Hồng Đào. Từ bây giờ thì hãy tập ăn uống lành mạnh và xua tan cái cảm giác nhàm chán bằng cách các bạn có thể phối hợp các thịt cá này, thảo mộc và gia vị một cách hợp lý. Điều này giúp tăng hương vị của món ăn và đồng thời cung cấp đầy đủ vitamin và chất béo thực vật lành mặn thay vì chất béo động vật. Các bạn hãy ăn nha, chất béo về động thực vật chứ. Các bạn nên nhớ nha, các bạn ăn chất béo thực vật, đừng có lạm dụng chất béo động vật. Chất béo thực vật nó như thế nào? Như dầu dừa này, dầu phộng này và các loại dầu ngũ cốc. Đó, đấy là một trong những cái mà chắc mà mình thấy ok nhất. Trong bữa ăn thì hãy kèm theo một vài lát ớt chuông, bông cải xanh. Ớt chuông thì ở Đà Lạt nó hay bán đó các bạn. Còn các bạn ở hải ngoại không biết là có ớt chuông không, trong các siêu thị Mỹ mình nghĩ rằng cũng có. Còn bông cải xanh thì đa số ở Việt Nam thì Đà Lạt khá là nhiều. Cà rốt thì ok nước nào cũng có. Và những cái loại thực phẩm giúp tăng cơ giữ dáng cho cơ thể săn chắc gọn gàng và bữa ăn thêm phần bắt mắt. Hôm nay nghe tin Subit mà chúng ta nghe thêm cái giữ vóc dáng đồ ha, nghe hoành tráng các bạn ha. Các bạn theo dõi tiếp tục để chia sẻ với mọi người nha. Bên cạnh đó thì các bạn hãy ăn chậm lại để cơ thể có cơ hội tiết ra nhiều hormone ở ruột và phát ra cái tín hiệu dừng ăn và báo cáo no sớm hơn. Vì vậy thì bạn nên ăn chậm hơn và nói nhiều hơn trong bữa ăn để góp phần làm eo thon dáng đẹp và không cần phải tốn chút công sức nào. Muốn có dáng đẹp thì ngừng quan tâm calo. Tiếp theo một câu chuyện này, hôm nay con gái của Quang Minh Hồng Đào tư vấn luôn, thành chuyên gia tư vấn dáng sắc đẹp luôn ha. Có một cái sự khác biệt lớn giữa cách mà cơ thể tiêu thụ 1000 calo từ thức ăn vặt và 1000 calo từ toàn bộ thực phẩm. Nếu mà chúng ta để cái tâm trí rơi vào cái 7 calo á thì sẽ khiến cho bạn từ chối các loại thực phẩm giàu calo, dinh dưỡng và chất béo lành mạnh như cá béo, cá dầu, bơ. Các loại dầu thì chúng ta cần là dầu dừa, dầu phộng, dầu ô liu và các loại hạt sô-cô-la đen. Có thể thông tin này thì các bạn khá là hữu ích, sau này các bạn Việt Kiều hỏi ngoại chúng ta nhập dầu dừa, dầu phộng từ Việt Nam qua Mỹ để cho nông dân Việt Nam có một cái thu nhập nó cao hơn ha các bạn ha. Dạo này nông dân ở đây trồng dừa cũng ế quá, không có cái đường tiêu thụ, rất là vất vả. Các bạn hãy tận dụng cái nguồn nguyên liệu có tại đất nước này. Các bạn xuất qua Mỹ, hải ngoại, Úc, Canada, Pháp. Cách tốt nhất và đơn giản nhất là có thể eo thon dáng đẹp là tập trung hoàn thành bữa ăn chứa đầy đủ vitamin, protein, cá, thịt, gà, đậu, phụ, rau củ quả và chất béo lành mạnh. Chất béo lành mạnh thì mình nói rất là nhiều lần rồi. Chất béo này thực vật. Các bữa ăn đầy đủ chất cùng với việc chú ý đến cái dấu hiệu đói của cơ thể, bạn có thể giữ eo thon dáng đẹp mà không cần phải ăn kiêng vất vả. Đây là một trong những cái bí kíp mà con gái của Quang Minh Hồng Đào chia sẻ. Để cái giữ cái eo thon thì chúng ta nạp đường hợp lý. Có một điều bạn cần nhớ là đường có thể tích trữ dưới dạng mỡ, phá hoại vóc dáng và gây hại cho sức khỏe. Nhưng bạn không cần phải lo lắng nè, mà chỉ cần lựa chọn cái thực phẩm nạp đường một cách thông minh. Cơ thể chỉ cần một cái lượng đường tự nhiên rất ít mỗi ngày, thường có trong trái cây và ngũ cốc. Ngoài đường á, tổng hợp công nghiệp ra, dù ít hay nhiều
cũng không tốt cho cơ thể và vóc dáng của bạn. Nên các bạn đường á, các bạn chú ý là đường trong trái cây là ok nhất ha các bạn ha. Đường trong trái cây là ok nhất. Cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng của Phương Vân là hình mẫu lý tưởng cho nhiều cô gái trẻ học hỏi. À, các bạn, chúng ta hôm nay chúng ta thấy cũng khá là ngỡ ngàng khi mà có được cái thông tin khá bổ ích khi mà nghe thông tin về nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Đào các bạn ha. Thì vô tình chúng ta có được những cái bài học về vóc dáng. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video. Mình sẽ tiếp tục thông tin cho các bạn về những cái video tiếp theo. Bây giờ mọi người nhớ bấm like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của mình để mình có cái động lực tiếp tục làm cho các bạn những cái video tiếp theo ha. Lâu nó liệu lưỡi chút xíu anh em thông cảm nha. Không phải là một MC nổi tiếng của chương trình Thiên Nga Paris như Nguyễn Ngọc Ngạn hay Cao Nguyễn Cười Duyên, các bạn cũng phải thông cảm. Mọi người bye bye mọi người.